Nếu như bạn đang muốn du học Mỹ, Úc hay là Anh Quốc và bạn lo ngại về tỷ lệ rủi ro visa du học thường rất lớn, hãy tham dự ngay buổi hội thảo du học Singapore chuyển tiếp Mỹ, Úc, Anh Quốc của chúng tôi để được tư vấn thủ tục chuyển tiếp cho hồ sơ của bạn nhé. Và buổi hội thảo sẽ bắt đầu vào 15 giờ thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2015 tại địa chỉ Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và để đăng ký tham dự buổi hội thảo này, bạn có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc 0838382080 hoặc gọi ngay đến số hotline của chúng tôi 0996100588 hoặc 0996277629. Và tham gia buổi hội thảo này thì các bạn sẽ được gặp gỡ cũng như là trao đổi trực tiếp với đại diện trường Kaplan để được tư vấn, hướng dẫn về các điều kiện, thủ tục hồ sơ du học Singapore chuyển tiếp Úc, Mỹ, Anh Quốc. Các bạn biết không, Kaplan Higher Education Academy trực thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan Inc. của Hoa Kỳ và đây là nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới với 500 khu học xá ở 30 quốc gia trên toàn cầu. Tập đoàn Kaplan hiện nay đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên hàng năm. Và khi các bạn học tập tại Kaplan Singapore sẽ được vào học ngay chương trình đại học với bằng cấp Anh, Úc và chất lượng đào tạo xuất sắc được công nhận qua nhiều giải thưởng như trường tư thục đào tạo đại học cao đẳng tốt thứ nhất sau đại học tốt thứ hai tại Singapore. Vâng, kính thưa quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh thân mến, mỗi chương trình ở Kaplan Singapore được quản lý bởi một tư vấn viên và tư vấn viên này sẽ là người tiếp nhận phản hồi từ các sinh viên và liên tục điều chỉnh những chương trình để phù hợp với yêu cầu của học sinh. Với con số hơn 50% học sinh Kaplan đã giới thiệu cho người thân cũng như là bạn bè của mình vào học thì Kaplan đã chứng tỏ được một điều rằng mình là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho các bạn học sinh sinh viên khi đến du học tại Singapore. Trường Kaplan tại Singapore hiện nay có khoảng 144 giáo viên tại Singapore và hơn 70 giáo viên từ các trường đại học đối tác bay sang Singapore để giảng dạy. Vậy thì tại sao bạn nên chọn du học Singapore chuyển tiếp Mỹ, Úc, Anh Quốc cùng trường Kaplan? Thứ nhất, bởi vì trường có hai cơ sở tọa lạc ngay trung tâm của Singapore, một trên đường Orchard và một trên đường Wiki 8. Thứ hai, bởi vì trường Kaplan luôn có khóa tiếng Anh khai giảng mỗi 2 tháng dành cho các sinh viên muốn học nâng cao Anh ngữ hơn. Và thứ ba là chương trình đào tạo rất đa dạng, từ dự bị, đại học đến thạc sĩ. Và sau khóa dự bị hoặc cao đẳng tại Kaplan, sinh viên có thể chuyển tiếp đến các học viện khác như Úc, Anh, Ireland hoặc Mỹ nếu như bạn muốn. Và đặc biệt Kaplan là trường tư thục được yêu thích và có đông đảo sinh viên theo học tại Singapore. Ngoài ra thì sinh viên sẽ được nhận bằng cấp của Úc, UK hoặc là Ireland ngay tại Kaplan với chi phí đào tạo thấp hơn rất nhiều khi bạn học tại các nước trên. Và lý do tiếp theo là trên bằng cử nhân cũng như là thạc sĩ sẽ không ghi nơi đào tạo tại Singapore và sẽ cấp bằng các du học sinh nhận được có giá trị ngang bằng với bằng cấp được học tại các trường đối tác chính của Kaplan tại Úc, UK và Ireland. Và một lý do nữa đó chính là đội ngũ giảng viên đào tạo tại trường có rất nhiều kinh nghiệm cũng như là dịch vụ hỗ trợ sinh viên rất tốt. Du học Singapore trường Kaplan có các chuyên ngành đào tạo như sau: quản lý truyền thông, công nghệ thông tin, quản lý marketing, quản lý dây chuyền cung ứng và logistics, quản trị du lịch và khách sạn, quản trị nguồn nhân lực, quản lý tài chính và ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản lý bán lẻ, trợ lý luật sư, kế toán và cuối cùng là kinh doanh và luật. Và để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện trường tại Việt Nam theo các địa chỉ sau: Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, gần chợ và nhà thờ Tân Định các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc 0989006890. Xin lưu ý nhỏ là Tân Đại Dương chỉ có 3 chi nhánh ở Hồ Chí Minh và Nha Trang, không có chi nhánh nào ở Hà Nội các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!